Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu di chuyển từ trung tâm quận 1 sang một cái dự án rất là đẹp tại Nhà Bè. Dự án với tên là Grand Sentosa. Thì khi nãy Phước Sửu di chuyển từ quận 1 qua đây thì hôm nay là trời rất là đẹp và gọi là rất là nhiều xe di chuyển nên là nó hơi kẹt xe tí xíu. Nhưng mà di chuyển từ trung tâm quận 1 chợ Bến Thành qua đây thì nó mất tầm khoảng 10 phút. Đi khoảng là gần 3 cây số. Thì Phước Sửu đang có mặt tại một cái dự án rất là đẹp, dự án tên là Grand Sentosa. Cái tên cũ của dự án đó là Kentenot. Thì hôm nay thì sẽ được là công ty tài nguyên và cái đơn vị phát triển là Nova Group sẽ là gọi là khôi phục lại và cho một con rồng của một cái vị trí dự án giống như một con rồng của khu Nam Sài Gòn sẽ sống lại và sẽ gọi là rực rỡ và sẽ là đẹp đẽ hơn sau những sau 13 năm ngủ quên. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ review đánh giá những cái ưu và nhược điểm của dự án để cho quý khách hàng lựa chọn cái dự án đây là một cái tâm điểm có phải là đầu tư tốt nhất của khu Nam hiện tại hay không. Nói đến Grand Sentosa thì một cái biểu tượng gọi là rất đặc biệt của Singapore. Thì hôm nay Nova gần như là sẽ là tái hiện lại những cái tiện ích của một cái công viên Sentosa ở Singapore trong lòng một cái khu dân cư Grand Sentosa tại Nhà Bè. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết và phân tích cho cả nhà dự án này sẽ có quy mô như thế nào, tiện ích như thế nào và mức giá bán hiện tại sẽ là bao nhiêu. Quý anh chị khách hàng hãy cùng xem với video của Phước Sửu để nắm rõ dự án này có nên đầu tư thời điểm này hay không nhé. Grand Sentosa thì nằm tại là một vị trí giáp ranh tại quận 7 và Nhà Bè trên một cái khu đất rộng khoảng hơn 11 hectare. Thì với vị trí là 116A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè. Thì trong video lần này thì Phước Sửu sẽ phân tích rõ về cái dự án này. Với mật độ xây dựng tầm khoảng 23%, có nhiều loại hình trong đó như là office tail, shop house, condotel, căn hộ cao và là những cái căn hộ được chủ đầu tư công ty xây dựng sản xuất thương mại tài nguyên và phát triển là Novaland, pháp lý là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn là lâu dài và người nước ngoài thì vẫn được mua theo suất FPA và khoảng sở hữu 50 năm. Một vị trí rất là đắc địa, 7 phút đến trung tâm quận 7, 10 phút đi đến cầu Thủ Thiêm, 15 phút đi đến quận 1 và bệnh viện Pháp Việt tầm khoảng 8 phút và cách siêu thị Lotte Mart tầm khoảng 5 phút. Xung quanh dự án nhiều cái gì? Phố nè, shop house nối liền và giáp ranh hai cảng là giáp sông luôn nha cả nhà. Nằm sát sông rạch đĩa chiếm trọn hơn một phần nửa của dự án của Kenton, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nè, trục Bắc Nam của Sài Gòn và Kenton North là nối nhanh ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, trục Đông Tây của Sài Gòn. Quý anh chị sẽ thật khó để tìm thấy một cái vị trí mà thực sự là thư thái và thoải mái khi mà sau những giờ làm việc như vậy. Bởi vì ở Grand Sentosa thì nó sẽ mang thêm một phong cách hiện đại và phang trọng, giúp mang đến những cái điều tuyệt vời nhất cho cư dân ở đây. Thế nên chủ đầu tư đã cho xây dựng rất là nhiều cái tiện ích trong và ngoài dự án như là công viên giải trí đa năng nè, trường học liên cấp quốc tế Grand Sentosa nè, bệnh viện đa khoa quốc tế Grand Sentosa, sân khấu treo ngoài trời, văn phòng cho thuê cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, khu công viên đường vào bộ, trung tâm thương mại dịch vụ phong phú đa dạng, hồ cảnh quan Skyper,
nhà hát trên không lớn nhất tại Việt Nam sánh tầm quốc tế, sảnh đón resort sang trọng, sân thể thao Elite, nhà hàng, trường học, khu nướng và BBQ. Vừa rồi là Phước Sửu đã phân tích khoảng rất là nhiều cái yếu tố để cho quý anh chị chọn lựa nơi đây là một cái nơi đầu tư. Thì Phước Sửu đang có mặt tại những cái lốc của căn hộ Grand Sentosa. Thì những cái lốc căn hộ này ở đây là gần như là được hoàn thiện mặt ngoài rồi, và những cái công trình xây dựng sau 13 năm nhưng mà nó vẫn đang là rất là chắc chắn và bền vững. Nên quý anh chị khách hàng khi mà lựa chọn dự án này là hãy yên tâm, bởi vì khi trước công ty Tài Nguyên đã xây dựng thêm một cái gọi là cái lối kiến trúc rất là chắc chắn. Hiện tại thì tầng hầm đã có 3 cái lối vào tầng hầm, và có một cái điều đặc biệt ở đây là tầng hầm rộng đến 8.000 mét vuông, là chứa được rất là nhiều loại xe gắn máy và xe hơi. Nên quý anh chị cư dân và khách hàng khi mà đến đây thì tha hồ gọi là xem những cái show nhạc nước, hoặc là biểu diễn những cái show nhạc hay là những cái chương trình lễ hội, thì về cái vấn đề bãi đậu xe là không còn là một cái điều trăn trở nữa. Thì để có nhiều cái thông tin hơn về cái dự án thì quý anh chị hãy inbox cho Phước Sửu, hoặc là alo theo cái số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị cực kỳ nhiều thông tin để cho quý anh chị có một cái tầm nhìn rõ hơn, dài hạn hơn, và chọn Grand Sentosa của thành phố Nam Sài Gòn là một cái tâm điểm đầu tư trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.